Trong video này thì mình sẽ tư vấn về top 5 con máy Xiaomi sạc nhanh 120W đáng mua nhất trong phân khúc giá dưới 6 triệu đồng ha. Có thể nói đây là những cái con mà ngon nhất ở trong cái tầm giá này. Sạc 120W là một tính năng mà cá nhân mình là người mà đang sạc nhanh là 120W và mình khá là hài lòng với cái công suất này rồi. Nó giúp đáp ứng rất tốt cho nhu cầu công việc giải trí của mình. Mỗi khi mà hết pin chỉ cần cắm đâu đó tầm 15 đến 20 phút thôi, mình đã có đầy pin để mà xài tiếp rồi. Với một người mà online liên tục, làm việc liên tục ở trên smartphone như mình thì công suất sạc này nó rất là hữu ích ha. Bởi vì thú thực là mình làm việc phải đến 95% là ở trên smartphone ha, cũng như là những cái nhu cầu giải trí, và cũng rất nhiều bạn là cần đến cái công suất sạc siêu nhanh như thế này. Thì đây có thể nói là top những cái con máy mà sạc nhanh 120W của Xiaomi, top 5 con ha, mà mình thấy mà nó ngon nhất trong phân khúc giá dưới 6 triệu đồng dành cho anh em có thể trải nghiệm cái công nghệ sạc tốc độ bàn thờ. Thì cái con máy đầu tiên ở trong danh sách này ấy, thì theo mình đó chính là cái con Mi 13 Pro. Con này là một cái con máy phải nói là khá là ok ở trong cái tầm giá là dưới 6 triệu đồng ha. Và con này thì các bạn có thể mua với cái mức giá thực ra là hơn 5 củ thôi. Nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm và tối ưu cái mức giá ha, thì có thể là cái bản là 8128. Thực ra 8128 vẫn được thôi, vì là mình đã xài con Mi 13 Pro 8128 một năm, hơn một năm mà vẫn ok ha. Nó không thoải mái nhưng mà nó vẫn đủ để mà anh em xài. Và quan trọng con này thì nó có sạc nhanh 120W cho cái quả pin là 4600. Thực ra pin con này mức độ trung bình thôi, nhưng mà sạc 120W thì nó giải quyết được tất cả những cái vấn đề của anh em rồi. Mỗi khi cần thì các bạn chỉ cần cắm tầm 15 đến 20 phút là lại có đủ pin để xài tiếp ha. Và con này thì nó còn có những cái đặc điểm cao cấp, ví dụ như là thiết kế khung kim loại và hai mặt kính cường lực ha. Vì con này nó là flagship dòng Pro của Xiaomi và thời điểm 2022 nó bán chính hãng và lên đến là gần 27 củ đấy. Nhưng mà tất nhiên đó là giá chính hãng, còn máy xách tay thì nó sẽ rẻ hơn. Và con này thì điểm giá thị của dòng Pro đến từ là màn hình ha, 6.74 inch 2K+, 120Hz tần số quét, chất lượng tấm nền xuất sắc, vì là con này là tấm nền màn hình của flagship, và đi kèm với cặp loa kép Harman Kardon chất lượng cao này, cũng như là chúng ta có hệ thống camera 50 megapixel AI chụp ảnh thì nhức nách rồi. Con này chụp tốt trong tầm giá nhé, nó sẽ ăn so với những cái con dòng Redmi Note hoặc là K. Cũng như với Mi 12 Pro thì có một ưu điểm là có ROM quốc tế, nên là các bạn xài ngon lành ổn định như kiểu chính hãng thôi. Cho nên đây là một trong những cái con mà sạc 120W với cái mức giá dưới 6 triệu ngon bậc nhất nhé, các bạn có thể là cân nhắc. Rồi con máy thứ hai đó chính là con Xiaomi 12T Pro nhá. Và con này thì bây giờ mức giá nó khá tốt luôn, với hình thức là hàng 99%. Tất nhiên rồi, muốn rẻ thì chúng ta có thể lựa chọn hàng Light New, thì tầm giá nó cũng chưa đến 6 triệu đồng. Và con này nó là máy quốc tế, nó không phải là máy chính hãng nhưng nó là máy quốc tế. Nhưng mà máy quốc tế thì nó cũng gần như là máy chính hãng, chỉ khác là về bảo hành thôi. Nhưng mà với cái dòng này cũ rồi thì cũng hết bảo hành, đúng ạ. Đây là dòng 2022 nên các bạn cũng không cần bận tâm lắm về cái vấn đề này. Và con này thì trang bị thông số cấu hình cũng khá ngon, đặc biệt là cái quả pin 5000 đi kèm với sạc nhanh là 120W tốc độ bàn thờ ha. Và con này là mình cũng rất thích, mình cũng có thời gian xài làm máy chính. Pin nó vừa trâu mà sạc thì siêu nhanh, xài rất là đã. Và cấu hình máy thì trang bị chip Snapdragon 8 lớp Gen 1 ha. Và thường với cái mức giá này các bạn sẽ có bản 8 RAM và 256, đi kèm màn hình AMOLED 1.5K với 120Hz tần số quét, rồi là camera 108 megapixel chụp ảnh ổn áp, và máy quốc tế thì ok, thì các bạn cũng khỏi lo về vấn đề unlock uprom rồi. Thì con này cũng khá ngon ha, và link mua thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả video, các bạn quan tâm thì có thể là bấm vào. Rồi con máy thứ ba mà sạc 120W giá tốt anh em có thể cân nhắc của Xiaomi là cái con Redmi Note 13 Pro Plus. Con này giá bây giờ thì cũng tầm chưa đến 6, quá ngon luôn, và đời mới nữa. Và ưu điểm con này là có ROM quốc tế, tiếng Việt đầy đủ, anh em xài như máy chính hãng và giá nó rẻ hơn nhiều so với máy chính hãng ha. Link mua thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả video. Con này ưu điểm là có pin 5000 sạc 120W và pin nó cực kỳ trâu luôn, con này xài cũng rất sướng nha. Và bên cạnh đó thì máy cũng có ROM quốc tế như mình đã nói thì rất là ổn định rồi, anh em xài vô tư. Đi kèm với màn hình cong AMOLED 120Hz tần số quét với độ phân giải 1.5K, có công nghệ vân tay nhúng, cũng như là camera là 200 megapixel. Cấu hình máy trang bị chip Dimensity 7200 Ultra với hiệu năng. Con này thì ở mức độ tầm trung thôi nhưng mà vẫn xử lý tốt và chiến những cái trải game tầm trung ngon lành. Camera chụp ổn ở trong tầm giá, có loa kép Dolby Atmos và thiết kế cao cấp với mặt lưng da có này, mặt lưng kính cũng có luôn. Link mua con này thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả ha. Các bạn cũng rất dễ để mà mua, ở trên Shopee cũng có nha. Con máy thứ tư theo cá nhân mình đó chính là cái con Redmi Note 11T Pro Plus, bởi vì con này ưu điểm là giá nó cực kỳ rẻ luôn, nó tầm loanh quanh 4 củ thôi là anh em đã được một combo là sạc 120W. Tuy nhiên thì pin con này thì nó rút gọn cái mức còn 4.000 4.400 nha. Thực ra 4.400 thì pin nó không trâu đâu, nhưng mà nó cũng không quá yếu, nó ở mức độ trung bình. À nếu như là pin 5-6.000 là trâu, 4.000 là yếu, thì pin 4.500 thì 4.400-4.500 thì gọi là mức gọi là chấp nhận được. Và bù lại 620W con này thì mất tầm 20 phút, nhưng mà cũng là một trong những con rẻ nhất rồi. Và con này thì cũng có ROM quốc tế tiếng Việt, anh em yên tâm để mà xài, không cần lo lắng ha về vấn đề tiếng Việt đó. Và con này thì nó cấu hình bao gồm chip Dimensity 8100, 8 RAM 128 là cái bản tiêu chuẩn, có bản 256 ha, cao hơn tí, cũng như là loa kép Dolby Atmos, màn hình LCD trong 144Hz tần số quét và camera 64. Con này thì cam màn hình mức độ trung bình thôi, nhưng mà được cái chip ha, chip con này thì thực ra chơi game vẫn rất là dư sức. Với con 8100 là hơn 900.000 điểm AnTuTu Benmark ha. Và con này cũng có ROM quốc tế tiếng Việt, các bạn xài ngon lành. Và cái con máy cuối cùng ở trong danh sách này á, thì theo mình là các bạn có thể cân nhắc đến cái con là K50 Gaming. Khi mà K50 Gaming bây giờ mức giá cũng tầm 5 củ, chưa đến 5 củ thôi. Con này được cái là dành cho những cái bạn thích thiết kế gaming hầm hố. Và con này thì có phím trigger vật lý ha, có hành trình phím khá là ngon. Đi kèm với đó là thiết kế khung kim loại và hai mặt kính cao cấp này, cũng như là màn hình AMOLED 120Hz tần số quét 6.67 inch và có 4 loa JBL, đi kèm với dung lượng pin 4700 và sạc nhanh là 120W. Và con này thì cũng có ROM quốc tế luôn. Các bạn ốp vào là như kiểu là Poco F4 GT ấy, thì xài cũng rất là ngon lành ha. Nó sẽ hơi nóng, nhưng mà các bạn có thể tối ưu bằng cách là dùng xò lạnh quạt tản nhiệt ha, cũng như là kiểu như là các bạn chơi game tầm trung, xài bình thường thì cũng không đến nỗi. Và con này thì cũng thiết kế rất là ngầu và có ROM quốc tế. Rồi thì tới đây là top 5 con Xiaomi mà sạc nhanh 120W giá rẻ mà mình thấy ok nhất và có sẵn phần mềm ROM quốc tế cho anh em xài và ổn định ha, trong mức giá là từ 4 đến 6, có thể là thấp hơn nữa. Link mua thì mình sẽ để hết bên dưới mô tả, các bạn quan tâm thì bấm vào nha.